Chào các bạn, đây là khuôn viên của nhà vườn Khánh Toàn Nam Định. Tuyệt vời. Nhưng mà đúng rồi, giờ tớ nhìn lại thằng nó không quấn đây kiểu này. Thằng nó không quấn đây nhiều. An Thành Phát. Cảm ơn này, thích chồng nào chồng. Một số cây mini. Anh em xin vay tháp bang nha. Có khả năng thích nhất cái vườn này. Cây dành dành. Nó thì chắc không thể nhiều tiền bằng những mua. Không, đầu mình không mua. Quay luôn. Chào Nguyễn Cường nhá. Đây là vườn của anh Tài, nhà vườn Khánh Toàn. Tôi làm bệnh nhá.
rất nhiều, rất đẹp.